Tết này tự nhiên cùng điện thoại Vivo, mong Tết xung vầy, sờ Tết đông đầy, ưu đãi giảm đến 500.000 đồng. Hôm qua 5 giờ tôi mới đi ngủ. Tôi ngon lo nhiều thứ trong cuộc đời này. Hả? Con xỉu luôn, nãy nói rồi. Cái bận máy tao quay ngược lại thấy cái đầu của quay phim. Cái đầu như Bulma so vậy mọi người. Cái đầu cũng như là một con Pokemon lạ. Cái con gọi là con cái con mà có cái lá trên đầu. Ông kêu là ông phải vô thì ông ngồi nửa tiếng ông làm cái đầu không ai chịu làm thì ông làm. Đâu phải dám coi đâu. Miếng. Em hỏi của Oka. Trời hết hồn, rùng mình lên, nghe rùng mình đó chứ thật ra là một lát nữa về đám hỏi thiệt. Ghê. Ghê rồi à. Cho nên là mọi người đang tranh thủ để về ăn đám hỏi của Bu. Cho nên là bây giờ đang rất là gấp. Kiểu phim trường tất bật, mọi khâu đều tất bật, thấy không? Kìa. Rít đặt sẵn đồ luôn. Tất bật lên, rít sẵn, cứ thẳng thôi vậy, tất bật lên. Thấy không, mặc sẵn đồ để đi dự đám hỏi, hồi nãy nói cho đám gì? Đám hỏi. Đi dự đám hỏi luôn á. Kìa. Chắc chưa? Anh Chun là lát là, còn anh Chun á. Đây anh Chun lát nữa là chạy thể dục xong là giờ chạy qua đám hỏi luôn. Đúng. Tôi nhất quyết là làm cái chuyện đó. Bạn hỏi của ai à? Thì cô về 5 giờ. Nếu mà mình quay liền luôn thì 5 giờ 5 rưỡi thôi. Cố gắng cái gì mình ăn gọn. Nói chung là mọi người đang rất là thấy hoa hậu Khánh Vân không? Đang tất bật ở trên kia chỉnh trang rồi này, chứ không phải là để quay tiếp đâu. Để lát về ăn đám hỏi của Bu á, chứ không phải để quay tiếp. Mặc cái dạ hội luôn, mặc chặt hơn cô dâu nữa. Ai cũng đỏ đỏ hồng hồng. Ai cũng đẹp hết, thấy Khả Như. Ủa, đi toilet hả? Khả Như mặc cả cái áo dài màu đỏ. Dúng bèo 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 bèo. Kiểu mà chuẩn bị trước á. Lát mở lát cô dâu có mệnh hệ gì là lên thế chỗ luôn. Cô dâu có mệnh hệ gì là lên thế chỗ luôn. Anh màu này là màu đỏ hồng. Thật ra là lớp ngoài màu đỏ, lớp trong màu hồng. Mà gọi đầu cái nó lan màu ra cái thành đỏ luôn. Nhìn tưởng đỏ dâu. Đỏ hồng á. Ờ đúng rồi, đỏ hồng là đỏ dâu. Chị không biết nha, con này chị không chắc nha bé. Dạ. Con này con cũng không biết nên con sẽ chọn tin. Tin. Khả Như dạ. Tin. Không biết nhưng vẫn tin. Vì Khả Như là một nơi nhiều niềm tin đúng không? Chứ mà bên Mạc Văn Khoa là không tin rồi đúng không? Dạ đâu. Đâu hả? Đâu có. Chính xác. Cô kể rằng một lần thức dậy thấy dáng bò trên mặt mình, từ đó luôn ám ảnh kinh hoàng với con vật này. Mà sao mà thiệt á, con thằng lằn mà nó bò lên mặt mình chết. Ê, luôn á Bu. Đừng nói một, cái chuyện đó. Ghê thiệt á. Một dấu ít nữa thuộc về Uyên Nhi. Không có đâu tung tim. Ôi xin lỗi. Rất là khổ trang. Muốn nên dừng nữa. Chứ còn nhận bây giờ nói chuyện hết chị biết mà. Nó làm ngã bình nước hay gì mà nguyên. Ngã bình nước chứ gì, ôi giỡn quá, thì ngã bình nước trên đó đó. Ăn ngồi, ăn ngồi. Ước nguyên thì phải cấm nước. Thì bây giờ phải lấy đồ lao chứ không thôi, hồi tôi quẹt banh chỗ đó luôn á. Giỡn quá, chạy giỡn quá đổ đồ vậy. Chị làm tiền với bao nhiêu? Ủa như vậy ở dưới em không nghe được tầng 3 nói gì không? Nhiều khi tầng 3 đang nói mà dưới này quên nói chuyện như đúng rồi vậy. Nhiều khi tầng 3 đang nói mà dưới này quên nói chuyện như đúng rồi vậy. Nhiều khi tầng 3 nó không nghe thì 1-2 nó nghe. Tầng 2 còn nói nghe. Tầng 4 chết rồi, trễ quá rồi mà chết rồi. Tiếp đến Giang ơi.
à, quay đi à, quay lẹ lẹ em cũng nôn à. Nay tối nay về phải bận coi anh Lâm livestream. Ôi. Khánh Vân sẽ đẹp trai mà còn dễ thương mà còn bị khùng nữa, còn bị khùng nữa đáng yêu không? Quá trời nhiều điều đáng yêu trong em rồi. Là chị khen chưa? Khen rồi. Vừa đẹp trai gì dễ thương mà còn bị khùng nữa. Gọi đây với bả làm khùng. Ba muốn đi làm thôi. Ôi trời ơi, đi giỡn. Quay đi à. Làm hối à. Trời ơi mèo. Ngày nào cũng có người đi sớm áp lực quá. Lớn lên rồi, lớn lên. Ngày nào cũng có người đi sớm áp lực quá. Tôi không quay nổi nữa. Đi về, Tôi bị chết. Mong anh hiệp. Đổi người rồi, Ôi ngộ quá. Mở mi anh Giang không mở, mở mi tôi chi cho bồ đi sờ nghe vậy trời. Ê, mùa một á, mình mỗi lần mình ra là mình có một cách ra, còn giờ mình cứ ra từng người, từng người á. Mùa một mình đi đôi nè, đi ba nè, rồi gì đi nguyên vòng lên mây. Kêu người này người kia ra. Xin mời tất cả mọi người túa lên chung cư. Cái đi ra một vài chạy lên đây túa lên chung cư. Cái nó bị gọi là, chở gì sobo. Tại mình chưa đủ hồn mới vô mình làm sobo. Ủa hôm nay em đóng phim Pokemon hay em giống con nhỏ mà bắt Pokemon cho mình. Đóng đi. Ủa coi. Hai có hỏi. Có phải cái còn nữa đó. Cái con hai chùm á. Qua đâu? Bà có qua đâu? Xa. Bà có qua xa. Xa đủ rồi. Xa là hành. Tại sao chưa quay? Qua tao kêu nó ra nó không xa mà nó không có cuộc. Chắc chắn thế giới bị phá hoại. Tôi. Thế camera được hết. SC hả? À, vậy là nãy giờ đợi bắt tôi. Không Khánh. Tại nghe thôi bỏ thôi. Chị lấy. Trời ơi bà ngoại chị chứ chồng. Trời ơi nó mặc cái bộ áo bà ba té đi nghe em hết hồn quá. Ủa ai? Bộ ai? Em mặc đồ ai đó khoa. Khoa. Cô bà thầy. Cái tàu chú quay quá. Cô bà thầy. Anh nhớ bà ngoại em. Ai giận đầu Luca thử rồi. Trẻ mà có gì đâu ngại. Vấn đề tối nay có lên có tiền không? Không có nhiều tiền. Giờ cái đó tiền ngày giờ á. Nó review chương trình của chị mà. Chị diễn shopping có được tiền shopping. Có lỡ kịp hay không? Không mà trễ là đền người ta nha. Ủa bởi review Lazada mới ra review shopping. Trời ơi bài đăng là nó bút hết em à. Sao đâu đâu phải. Nó có hay quá vậy. Sao đâu gì. Bảo đặt. Bài đăng là tâm. Cộng ha. Ổng ra, ổng review Lazada. Ổng đưa cái phần này. 5 giờ rồi nha mọi người. Quay đi Việt Nam, đi Việt Nam ơi. Quay